Lil Randy, Trip Back, One Way and Five Side Production, West Side Soldier. We always say boy, we make you listen. Người ta gọi tao trai miền Tây, lớn lên trên đất miền Tây. Ngay từ nhỏ bản thân đã phủ trên người là lớp bụi của miền Tây. Tao sống cuộc sống không bị xiềng vây, ngày tỉnh còn đêm thì say. Tao đã thấy tụi phát gangster swagger miền Tây không có gì hay. Tao có thằng bạn cũng ở miền Tây. Thử bắt không có sinh ra mày có bột không hả? Mày biết bắt bột không không hả? Mày nói gì mày dính vô ê kiến lửa tôi dính bên đây cũng được. Nước động với gì bè lâm nãy câu dính cá cá chặt dính mấy bè ơi. Dưới ơi các bạn ơi, mò nhảy quá mới cái đường xuống dính này. Đưa thùng. Quên kia đi, con không dám mất một mồi gì á. Mồi chung dám mất không? Chưa hề hay gì? Không luôn. Còn mồi bột không? Đó là... cá các bạn ơi! Cá cầu phi. Chính cá cầu phi rồi. Cá cầu phi hơi bị gai á. Để vô đây miếng thịt văng ra. Giữ văng sao mà được. Có tinh dục cục không mà. Ba con đấy mấy bạn. Rất là nhanh. Nãy giờ trâu chưa dính cục con nào chứ. Mày câu gần tao hay câu gần mày? Câu gần mày á. Ây da con kiến. Câu gần tao mày phải tự móc mồi. Ôi trời. Cao thủ. Hồi nướng tay chó hay con ai? Thì xử đó, bốn em mà đó vậy mà. Hồi a xử chế biến hả? Mồi quá thiệt à. Nè mồi nè. Không móc mồi nữa rồi, móc ít thôi. Cũng dính nè. Lữ này sao mới? Để yên vậy. Ông múc vô đây thôi này con hai. Ngồi chế biến sao vậy? Mày rút ngồi lấy từ cám chung với cơm. Khỏi cần bột. Đừng lên. Chưa kịp mình... Đó. Ôi. Dính này đó. Chưa. Ôi. Đã quá. Im à. Ngon rồi. Về á, mày không kể ai thì câu cá gì chứ. Mày cao qua. Kể mày lớn á, mấy người khác nghe. Rồi, đây đó, ba cân câu đây mọi người. Ba loại cân câu sắc sĩ nhất thời đại. Rồi. Yes. Thêm một em nữa không mấy bạn? Thật sự siêu đẳng quá. Bỏ xác xác vô còn hai đừng bỏ sao ra không này. À, chơi đâu con. Dính. Cái gù đồng các bạn ơi. Ôi giời. Ôi giời. Ta mọi người ơi. Cái gù đồng. Người miền Trung ta gọi là gù đồng. Cái này nhỏ quá thả ơi. Thả đi. Thả qua bên kia đừng thả đây, hôm nay hỏi ăn. Thả hồi dục qua bên kia. Nhìn nhỏ vậy mấy quen coi nhìn nhỏ vậy mà ngoài đời bự. Ôi giời ơi là rồi. Ông giật cái chơi quá à. Nhẹ thôi. Ông giật cái em con hà mã vậy. Các bạn nhìn các bạn ơi. Câu cá hay gan con hà mã vậy? Câu cá hay con hà mã vậy? Bữa quần cầm tay. Để gom dùng chi nha. Ôi. Không. Nhảy. Dính gấp rồi. Đấy là những thứ cực kỳ quá anh chàng. Không sợ kìa. Sử, dính ra
Ừ, anh xử làm ăn được. Này là cá khu này nhiều lắm em ơi. Thử làm ăn im nha. Mồi. Không phải là chỗ câu tốt mà là mồi làm mồi. Trời ơi. Các bạn là cá nuôi hàu bạn. Nuôi có mấy con mà nó đẻ là nhiều lắm. Mày cá lâu xuống hầm rồi cả. Mày cá lâu xuống hầm luôn rồi. Này á, cá không ăn đi chưa? Mày làm động rồi ăn gì nữa? Thế đó. Đi mà nghe làm ăn đi mà. Làm lâu rồi, trải nghiệm câu cá im ơi. Để xích xích như lục bình á. Ông để phao nhỏ lại. Để con hai ơi, lắc quá con hai. Ui, cá bự ra, cá bự ra. Cá bự. Nhét vô. Chụp nó lại. Nhưng mà chụp nó lại. Tôi có một dây nhỉ, đang quay ở chỗ vườn đồng nhà nội nha các bạn. Cái khu vườn gì huyền thoại đi. Quay nhìn trong cái vườn. Nè mấy bạn. Trời xanh mát. Một đám mây lên rồi chơi chuỗi ngoài nhà. Ngâm mấy, ngâm ba cái gốc thằng để câu nước gốc. Tắt đi. Nước mà. Rồi. Dột luôn. Nào đưa lên cho mấy bạn xem ơi. Ta đang dưa mắt. Ăn thôi bà hỏi dính thôi. Ôi trời ơi. Cá con phi bạn ơi. Con cá này còn nhỏ. Ừ thì nó quên nữa tấm sông. Rồi, nó cái phao tự chế kỳ gắt nó từ chí của hai. Coi nào đi tấm sông rồi. Ôi. Con cá bự bà ơi, giật nó liệt liệt tay cho. Dính cái cái bố. Cái cá lao mọi người, là cái bự giật liệt tay luôn bạn ơi. Nó giật uổng quá uổng. Cái dào bự liệt tay luôn, tại giật liệt tay luôn. Giật cái dào xích cái mỏ ra luôn. Ăn rồi nó giật nó ghẻ ghẻ hả? Hết mồi luôn rồi. Không thì hiền. Hoặc là cái chị mày đi về hay vậy? Ủa? Ôi xưa lẻn tay vậy? Tay về mới dính nè. Đi tắm chứ về gì? Dính này kìa, sữa dính này kìa. Ngon chứ. Đấy, cái con rồi. Rồi. Gót xuống nước luôn hết rồi. Đem lên đây, sắp thùng lên bờ đi. Tụi bay quậy quá. Cá này đâu rồi? Tụi bay hết luôn. Má con xả cá quá bà ơi. Nãy giờ mày mình xử con nhiều nhất. Vào. Vào kéo câu được một. Em sử kiếu câu được. Ồ. Oh. Dạ câu được hai ba con mà. Hai ba con. Nó hai ba con. Lu kìa. Nhảy xuống đi em, qua đây nè. Lu 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 lu. Đi mất tiêu rồi. Giật u. Rồi, cái mà dính nhỏ xíu. Hả luôn. Cái mà dính nhỏ xíu. Cái gì dính ở đây có không trời? Có. Vào hình wifi gì vào. Con chó nó uống nước. Lì nắng nó chơi gông 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 rồi. Nó uống nữa. Ú, dính con các bạn ơi. Cá mày dinh. Cá này ăn được rồi. Nè. Ú phùng. Các bạn nãy các bạn có nghe một tiếng cực kỳ hết nó từ chó gì à lụm vô ra có gì đâu trời cái một không ảnh sai cái không lấy cái cá vô không không vô lấy cái lá trời ơi lấy cái lá lụm vô lụm được chưa kẹt cá này kẹt dứt lên. Cá bự bạn ơi. Phu phi. Cầm tay. Cái câu
Đó, đó, cầm cá đi thôi. Đem thùng qua đây nè. Đem con của ai? Đem thùng qua bãi kìa. Ôi, nhảy rồi sao trời. Đây là đem nha. Im mà. Sao con hám kêu đáng cá vô trong luôn rồi hay đi cho nó dễ. À, không có, không có đựng cá để cá vô quần nha. Được hai bọng rồi nè các bạn. Mới con xíu mà bọng rồi nè. Cũng hơi nhiều nhiều. Cả ký rồi đó, hơn rồi đó. Lưu gam. Cá mà Vinh mới thả nãy quá gì. Tính nữa rồi. Cá nhỏ bà ơi. Cá thả lại. Nuôi cho nó lớn hay ăn. Còn hai con cần chỉnh sáng coi. Đói. Nè chỉnh trong này nè. Càng thử chỉnh. Sở đây. 8 phút đó. 50 là còn quay được không? Các bạn ơi. 50 là quay giống dính các bạn ơi các bạn. Khoe khoe hồi nó dãy rớt nó cừ dữ. Mồi nhảy luôn coi. Ờ xử mồi là mồi hay quá. Điện ở đâu hồi gấp luôn. Gắm xong lên nướng cá ăn. Là lúc đó khô người rồi. Nè giúp nè giúp nè giúp nè. Không dính. Trời ơi dính cái cây bự chùm quá. Trời ơi cá bự chùm quá mà bả cây bự chùm quá ăn cá cây á. Rồi. Đi coi coi. Từ từ. Trời ơi. Bà nữa cha. Rỉa không à, khôn thôi. Mặt khẩu đó hết hàng, vui lầm đăng nhập lại. Kìa. Trời ơi, cái bụng chụp má. Cháu. Cá nhỉ kìa. Nhảy con ra ngoài này. Nhảy đâu? Nó thấy nhảy. Giờ giờ hai cái dính gì nữa kìa. Trời ơi, rút xong mới được. Con hai nghe con hồ hai rút xong mới được coi. Rút xong nó đang mồi vậy đó. Nữa nè. Ui. Trời ơi. Nói im là thiên thần. Ôi dồi ôi. Thôi nè. Thả cái gì con ơi? Để lôi đi kìa. Nó lôi rồi kìa. Lôi quá. Trời ơi là trời. Pachiko. What the hell? Trời ơi cá cà phê. Cà phê các bạn. Nè cá này uống nuôi trời. Ăn ngồi đủ uống nuôi. Trời ơi, ông đã gì ai á mà. Có sao đâu trời. Ổng lỡ mà cái kia nó đưa xuống rồi cái cục nguyên xả một cái. Nguyên cái trên ngắt. Ba. Trời là trời. Hồi nó nhảy nè nha. Ê có kìa. Bự các bạn. Bự cái chỗ nó bự. Ôi. Nhân người con. Còn hơi tới cái mặt. Rồi, đây là trường hợp cực kỳ ghét lắm tùy chứ cô hay không ạ? Im. Còn lo hả? Cô mới hay một cái như vậy. Lâu làm ăn gì được im mà. Sử nãy giờ buồn rồi. Còn hết mồi không Sử? Hết mồi rồi. Rồi. Mà này cục mà cuối cùng này ớt gì dính nha. Ớt cá nướng ăn. Đem về chiên ăn coi. Ở đây đem mấy con bự bự nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ nướng rồi đem về nhà về đem chiên ăn. Đổ cơn mưa cái coi. Đây lùm lây nó đang ăn mồi. Để cho nó rút đi con ha. Nó kéo xa ra. Sao con hay bắt. Ôi trời ơi là rồi. Cái mà Vinh Lan ơi. Im mà. Im. Hỏi cái cần có con hai chữ. Ôi trời ơi là trời. Cá bự trời. Này cá con nãy giờ các bạn. Nãy giờ chừng nửa tiếng cái gì. Trời. Nửa tiếng là được nhiêu các bạn ơi.
mà Vinh cô Phi gì không cái lóc thôi. Câu đó. Câu á. Mới giật chút xíu bao nhiêu nè. Không cần không câu giờ câu lại. Nhỏ xíu hả? Không được. Cô Phi.